rau cải. À, chỉ vào bút chì Doraemon. Em ra đây. BB TV. Mà ơi, mình đi mua đồ chơi. Cậu biết chỗ nào hay không? Có. Đó, ra tờ đi nhá. Đi. Đi. Này, như này dạ. Gì ạ? Đây là chị. Này, như này. Ôi, đáng yêu quá. Chị Tuyết này. Đi. Này. Ôi, sao đâu em? Đi. Đáng yêu quá. À, một đàn bầu. Đàn bầu quá. Đẹp quá. Chào chị ạ. À, đi vào đây xem đi. Nè. Chú lợn đáng yêu chưa? Ú, con bỏ này. À, đây là con dụng cuộc tập nè. Út này. Hàng ơi. Đẹp không? Quá. À, cái bút hình rau này. Là nhỉ? Rau cải. Chỉ Doraemon. Em ra đây. Hàng ơi, sao bên này? Đó. Ở đây nhiều bộ bán hàng đẹp lắm. À. Ui, bộ này đẹp này. Này. Bộ này lạ thế. Mình mua bộ này nhá. Bộ nào? Bộ này này. Mình mua nhá. Ừ. Mua đi. Đẹp quá. Có cả ngô kìa. Đây này. Cái này lạ này. Ra xem còn cái gì nữa. Kìa, đỡ bông đẹp chưa? Ui, đẹp thế. Bạn Hàng ơi, chó sông đẹp quá. Này, tớ mời bạn ăn chuối. Này, không ăn được đâu nha. Chị sâu nha. Ồ, này, tiên cá này. Đâu? Ôi nhỉ. Xinh nhỉ, đáng yêu đấy. Nè, nhìn chưa, bạn lợn nè. Ôi, này, con mèo này. Ồ, nhìn bạn này đáng yêu thế. À, còn nơ nữa chứ. Mình lấy con này nhá. Lông nè. Bạn này đi. Ừ. Ôi, gấu bắt thôi cả. Ôi, khủng long này. Ui, kêu này. Có kêu à? Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.